làn da khi các bạn nhiễm độc chì và paraben. Chì paraben khi thấm vào trong làn da của bạn nó sẽ ngăn ngừa cái quá trình lấy oxy cũng như là lấy dinh dưỡng của làn da. Vì thế những cái tác biểu da nó sẽ trở nên bị kém cái phần dinh dưỡng đi, sẽ giảm cái độ căng và độ mịn, độ hồng cũng như là giảm sức khỏe của làn da. Từ đó nó sẽ khiến cho làn da của bạn thay đổi về màu sắc, thông thường theo chiều hướng là tối đi và giảm cái khả năng săn chắc. Khi mà các tế bào không có đủ dinh dưỡng và oxy thì các tế bào sẽ xẹp lại, dẫn đến làn da của bạn càng ngày càng trở nên mỏng đi. Và cái quá trình bắt buộc đó là cái làn da sẽ phải tăng sinh một cái lượng mạch máu nhất định để cung cấp oxy cũng như là dinh dưỡng cho các tế bào da. Từ đó nó khiến làn da của bạn trở nên đỏ và có cái hiện tượng là xuất hiện những cái mạch máu nhỏ trên bề mặt da. Vì vậy thông thường khi các bạn nhiễm độc chì và paraben thì có rất là nhiều những cái thay đổi, và những thay đổi về màu sắc là những thay đổi ban đầu. Còn lại thì những cái thay đổi phía sau sẽ là những cái thay đổi mà khiến cho làn da của bạn càng ngày càng yếu và càng ngày càng thiếu đi cái sức sống. Khi bạn cảm thấy làn da của mình bỗng nhiên trở nên sạm cũng như là xuất hiện những cái tổn thương về sắc tố, làn da của bạn xỉn màu, không còn tươi trẻ nữa và có thể xuất hiện những cái điểm tổn thương như là mụn trứng cá này, nám da, tàn nhang, thì đó là một quá trình bạn đã nhiễm độc chì rồi. Những cái người mà nhận ra điều đấy dễ dàng nhất đó là những cái người mà trang điểm thường xuyên và sử dụng những cái chế phẩm đưa lên trên mặt mà có chứa chì và paraben làm chất bảo quản. Hiện nay thì có rất là nhiều nơi sử dụng những cái dịch vụ mang tính chất chăm sóc để làm cho cái quá trình mà thải độc chì diễn ra và làm cho cái làn da của quý vị các bạn trở nên giảm bớt cái ảnh hưởng của chì. Tuy nhiên là cái phương pháp đấy mang lại hiệu quả rất ít vì nó chỉ có tác động ở trên bề mặt da, tức là chỉ lấy đi được một lượng chì mà trong cái lần trang điểm cuối cùng của bạn nó vương vấn ở trên làn da thôi. Còn những cái lượng chì mà bị lắng đọng cũng như là bị tụ lại dưới da ở độ sâu của da thì cái phương pháp đấy không làm được. Chính vì thế nên cái phương pháp này chỉ có cái giá trị là gì, giúp cái làn da của bạn là giảm bớt một cái lượng chì rất ít mà đặc biệt là trên bề mặt thôi, còn cải thiện về chất lượng làn da cũng như là mất hết cái lượng chì bị nhiễm ở trong da của bạn thì hoàn toàn không có khả năng. Chì paraben quý vị các bạn không thể thải độc tại nhà được, bởi vì đây là những cái hóa chất mà nó lắng đọng ở trong da ở một cái độ sâu nhất định ở dưới da và bạn không thể dùng những cái phương pháp thông thường để có thể khiến chì paraben ra khỏi da của bạn. Bạn chỉ có thể dừng trang điểm hoặc là bạn chờ thời gian thì lượng chì và lượng paraben sẽ bị tự đào thải. Tuy nhiên nó sẽ diễn ra một thời gian rất là dài và có thể những ảnh hưởng của chì paraben lên làn da sẽ khiến cho cái rối loạn đó và khiến cho cái chì không bao giờ có thể ra khỏi hết cái làn da của các bạn được. Chính vì thế nên là nếu mà các bạn mà sử dụng các phương pháp để thải độc chì tại gia đình của mình ấy, thì thông thường là nó không mang lại hiệu quả.